Từ lâu, trà đã trở thành một trong những thức uống quen thuộc của nhiều người. Không chỉ dừng lại với ý nghĩa của một loại thức uống, mà cách thưởng thức trà cũng trở thành nét văn hóa của người Việt. Trà có rất nhiều loại, như trà Tân Cương, trà San Tuyết. Tuy nhiên, quý hiếm nhất phải kể đến bạch trà. Bạch trà là loại chè chế biến từ các búp chè màu bạc và lá được chọn kỹ lưỡng, sau đó được hấp chín và sấy khô. Nhờ chế biến đặc biệt, bạch trà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với trà đen và trà xanh, và trở thành loại trà có lợi cho sức khỏe nhất. Thực ra bạch trà thì đã có từ rất lâu, nhưng mà thời gian trở lại đây khoảng độ 4-5 năm nay thì Việt Nam thì bắt đầu có cái phong trào và có cái biết nhiều hơn về bạch trà, thì lúc đó thì cái giá trị của bạch trà dần dần nó càng ngày nó càng có giá. Và bạch trà thì ở Việt Nam mình xuất phát thì từ những cái vùng trà núi cao như là Suối Giàng, và trên vùng đặc biệt là vùng Tây Côn Lĩnh, Hà Giang, thì là cái bạch trà ở đây nó có cái chất lượng tốt và có cái ngoại hình ấy, tức là cái tuyết nó rất là đều và cái hương thơm của nó thì không lẫn vào đâu được, nó khác hẳn với các vùng khác. Thì Suối Giàng cũng có bạch trà, nhưng bạch trà của Suối Giàng thì chỉ được cái ngoại hình nó to hơn, còn lại về cái nội chất của bạch trà Suối Giàng thì nó không có được cái hương tốt được như ở Hà Giang. Không chỉ nổi bật với hình thức bắt mắt, với lớp tuyết trắng phủ bên ngoài, mà bạch trà còn đặc biệt bởi hương vị nhẹ, tinh tế, hơi ngọt, đi vào các giác quan. Bạch trà thì nó chỉ được thu hái một cái tôm, một cái chồi non, một cái tôm duy nhất của trên một cái búp trà. Và cái búp trà này phải mọc từ cây trà san, và trà san lại phải mọc ở trên núi cao, ít nhất là khoảng từ 1.300 trở lên. Thì nó như Hà Giang là khoảng từ 1.300 đến khoảng 2.400. Đấy, thì trên núi cao thì không khí nó rất là lạnh. Lạnh thì nó phải sinh ra một cái lớp tuyết để bao phủ, để chính là chống chọi với cái lạnh đó. Thì cái lớp tuyết đó thì chính là sau khi mình làm khô lên ấy, thì nó tạo ra một cái lớp phủ trắng bên ngoài cái tôm trà. Thì bạch trà nó có cái tên gọi là vì như thế. Bạch trà có ít caffeine hơn so với trà đen hoặc trà xanh, ít hơn nhiều so với cà phê, và nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người không muốn chất kích thích này. Bạch trà thu hoạch tốt nhất vào đầu mùa xuân. Trong những ngày mưa hoặc khi sương giá trên đất, không được phép hái chè. Do vậy, thời gian thu hoạch trong năm rất ngắn. Chính điều này làm cho nó trở nên quý hiếm. Cũng chính bởi hương vị cùng những lợi ích đặc biệt mà bạch trà có giá không hề rẻ. Bạch trà thì cái hương vị của nó thì nó nhẹ nhàng, nó lắng sâu, nó không như tất cả các loại trà khác là như Thái Nguyên thì là uống một cái vào thì là vị chát ngay và sau đó ngọt hậu ngay. Nhưng bạch trà ấy thì có khi mời nhau uống xong có khi lên xe đi ra về rồi có khi mới gọi điện lại và ông ơi trà sao ngon thế. Bởi vì sao? Vì cái vị của nó hậu rất là lâu và nó không uống xong nó không hậu ngay, nhưng cái hậu của nó rất lâu và nó nhẹ nhàng và nó quyến luyến mãi. Và cái hương của nó mình có thể tưởng tượng ra rất nhiều những loại hương hoa. Đấy, mà đây là hương thực chất là hương từ trong cái quá trình biến đổi từ của chế biến nước trà ra. Hiện trên thị trường có khá nhiều loại bạch trà, trong đó chủ yếu là bạch trà có xuất xứ từ Trung Quốc và bạch trà Việt Nam. Do có nguồn gốc và cách chế biến khác nhau mà hai loại bạch trà trên cũng có màu sắc khác nhau khi pha, cũng như hương vị khác nhau khi thưởng thức. Bạch trà người ta có thể để từ, người ta lại khác Việt Nam, người ta có thể để khô tự nhiên từ lúc hái trên cây xuống, xong người ta làm khô tự nhiên, thì lúc đó cái quá trình làm héo nó rất là lâu thì nó tạo ra nhiều cái mùi thơm hơn, tạo ra rất nhiều mùi thơm, nhưng mà cái cùng lúc đó thì cái màu nước nó cũng không thể, nó không trắng và nó vàng nhẹ như là bạch trà mình thường mình uống, mà cái màu nước nó sẽ chuyển sang hồng, và nếu mà gặp cái thời tiết nó không được tốt thì nó sẽ chuyển sang màu hồng đậm nữa. Thì tại vì thế nên là cái khác nhau là như thế. Ở Việt Nam mình thì bạch trà luôn luôn vẫn phải qua các cái chế biến gần giống trà xanh bình thường. Đầu tiên mình cũng phải diệt men, đầu tiên là hái xong nhá, mình về mình héo héo nhẹ để cho nó tạo cái quá trình héo này nó sẽ lên được các cái hương thơm.
Thế sau đó mình héo trong một thời gian nhất định, mình phải diệt men. Diệt men đấy là dập tắt cái quá trình héo đó để mình khống chế được. Chứ nếu mà như mình nói vừa nãy, Trung Quốc ấy, người ta cứ để khô tự nhiên chẳng hạn, thì nó sẽ hôm nay có thể là màu hơi hồng hồng nhẹ, ngày mai có thể cái mẻ nó sẽ hồng đậm hơn. Không chỉ có hương vị đặc biệt, bạch trà còn có rất nhiều lợi ích với sức khỏe. Bạch trà bảo vệ chống lại ung thư, bệnh tim mạch và đột quỵ, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong thế giới công nghiệp. Bạch trà giúp giảm bớt các triệu chứng của bệnh tật và thúc đẩy quá trình phục hồi. Bạch trà tăng cường các hệ tuần hoàn và hệ miễn dịch, cũng như xương, răng và tạo ra một làn da khỏe mạnh. Bạch trà có khả năng chống lại các tế bào gây ung thư và chống lại nhiều loại ung thư khác nhau như ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày. Hợp chất flavonoid, một chất chống oxy hóa, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và ngăn chặn sự phát triển mới. Trong một số trường hợp, bạch trà đã được sử dụng như loại thuốc không có tác dụng phụ. Ngoài các lợi ích kể trên, bạch trà còn là thức uống có thể làm giảm lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa và giảm bớt các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Nó làm giảm căng thẳng và tăng sinh lực. Hiện nay trên thị trường, bạch trà được bày bán rất phổ biến với giá dao động từ 5 đến 6 triệu đồng một kg. Tuy nhiên, để chọn được bạch trà ngon cũng cần có những bí quyết riêng. Ra bạch trà ở Việt Nam thì cũng có nhiều nguồn gốc, bạch trà Trung Quốc. Ở bạch trà Việt Nam có bạch trà Trung Quốc, người ta trên cái đường xách tay về cũng rất là nhiều. Thì tùy các anh em về thì với cái giá nhập ở bên kia như nào thì mình sẽ không biết, thì cái giá nó dao động. Nhưng mà bạch trà ở Việt Nam thì nó cũng có cái nhiều kiểu làm khác nhau. Thế cái bạch trà mà mình hái từ cái tôm trà ngon ấy, mà cái tôm rất là đều, tất cả các cái tôm phải đều nhau và to thì là một cái loại 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 tốt, quý thì giá sẽ cao. Còn bạch trà mà lẫn nhiều những cái tôm gãy, những cái gãy và nó nhỏ thì trên giá thành nó sẽ phải thấp hơn. Thì đầu tiên là mình phải chọn được tất cả những cái tôm phải to và đều, và cái tuyết trắng ở trên đó ấy, nó phải trắng. Thế chứ nó không phải bạch trà nhưng mà tuyết nó ngả sang màu xám nhiều hoặc là đen nhiều thì không tốt, mà phải trắng đều và các cái tôm trà bằng nhau và to, đấy là cái bạch trà là thượng đỉnh. Chọn được bạch trà ngon nhưng cách pha trà cũng là một trong những yếu tố giúp tạo nên hương vị đặc biệt cho thức uống này. Cũng giống như tất cả các loại pha các loại trà bình thường, thứ nhất là đầu tiên là mình phải tráng 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 sạch và làm nóng tất cả các loại trà cụ, làm nóng tất cả các dụng cụ thì đấy là vệ sinh mà. Đầu tiên là vệ sinh, làm nóng tất cả những đấy thì nó cũng một phần nào đó nó cũng kích thích cái cho cái người được thưởng trà cảm giác sạch sẽ hơn, và thực tế ra thì pha trà mà tráng nóng thì nó cũng làm cho cái hương trà nó tỏa ra tốt hơn. Khác với cả các loại loại trà trà thông thường ấy, là cái nhiệt độ pha cái bạch trà này thì mình nên pha nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ pha trà thì nên là từ 85 độ thôi, 85-90 độ là cùng. Thì để mình pha nó thì nó giữ được cái mùi mùi vị hương tự nhiên, tại vì hương hương của bạch trà nó rất là nhẹ,
thì giữ được tất cả cái hương đó. Nếu pha nước nóng quá thì cái hương nó sẽ bay mất và mình sẽ không cảm nhận được tất cả những cái vị hương tự nhiên núi rừng của bạch trà vốn có của nó. Bạch trà thì mình ngâm, mình hãm thì chỉ khoảng độ được từ, nếu mà người nào uống quen mà uống thì hãm 30 đến 45 giây. Với loại trà bình thường thì mình có thể mỗi một loại trà thì sẽ pha một cái nhiệt độ nước khác nhau. Thế, nhiệt độ nước 100 độ thì mình chỉ có áp dụng cho với thứ pha trà đen túi lọc chẳng hạn, hoặc là pha trà ô long thì mình pha nhiệt độ 100 độ. Còn với lục trà hay trà xanh ấy, thì với cả trái nguyên bình thường cũng thế thì mình nên pha nhiệt độ là 90 95 độ thôi. Nhưng riêng bạch trà thì mình còn pha nhiệt độ thấp hơn nữa, mình pha độ 85 đến 90 độ để giữ được tất cả những cái hương tinh túy nhất của trong cái hương tự nhiên mà trong bạch trà nó có.